Mới đây, trong một chương trình truyền hình ở Mỹ, cầu thủ Neymar của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Brazil đã nhận một thử thách thú vị từ người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Cụ thể, từ nóc nhà của một tòa nhà thuộc khu Hollywood Boulevard ở Los Angeles, Mỹ, Neymar sẽ phải sút trái bóng vào khung thành được đặt tại nhà hát Dolby ở phía đối diện với khoảng cách gần 40m. Theo luật chơi, cầu thủ người Brazil sẽ có 3 cơ hội để hoàn thành thử thách này. Ở lần thứ nhất, cú sút của Neymar không đủ lực đã va vào tường và rơi xuống đường. Lần sút thứ hai của cầu thủ này cũng không thành công khi nó chỉ bay đến tầng 2 của nhà hát Dolby. Rút kinh nghiệm cả hai lần đầu, bóng đều đi thiếu lực. Đến lần thứ ba, Neymar đã khiến tất cả thán phục khi tung ra cú dứt điểm chính xác, khiến thủ môn phải vào lưới nhặt bóng. Được biết, Neymar đã được huấn luyện viên Tite của Brazil cho nghỉ ngơi ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia, nơi Brazil có trận giao hữu đáng chú ý với đội tuyển Argentina vào chiều ngày 9 tháng 6.